Hiện nay, đặc biệt cụ thể hơn là ở Việt Nam thì rất là nhiều.
để có thể thu thập được những cái thông tin liên quan đến cái vấn đề này để khai thác sâu hơn về nó. Sau khi đã nghiên cứu thực trạng với một cái nền tảng nhất định thì con sẽ lên ý tưởng về các giải pháp, sẽ ghi ra tất cả toàn bộ những cái giải pháp mình có thể nghĩ ra, và sau đấy mình mới xem xét ưu và nhược điểm của từng giải pháp mà mình đã nghĩ ra, và sau và cuối cùng mới có thể lựa chọn giải pháp tối ưu nhất. Thì tiếp theo, sau khi đã có kế hoạch và tất cả những cái bước ban đầu thì cái quá trình làm việc của con như sau. Tại có một cái thực tế là bọn con được phổ biến về cái dự án cá nhân này và bắt đầu dự làm dự án cá nhân này chỉ khoảng 1 hay 2 tuần trước trong cái đợt thi học kỳ khá là căng thẳng, và lớp con cũng là một trong những cái lớp đầu tiên báo cáo cái dự án này, vậy nên là mình có chưa có nhiều thời gian để có thể làm một cách cụ thể cũng như là một cách xuất sắc dự án này. Tuy nhiên thì con đã hoàn thành cái phần nghiên cứu của mình, đưa ra được những cái nhận xét nhất định về thực trạng và đã đưa ra được một số giải pháp, và sau đấy đã lọc được một bước chúng đi. Xong có một số những cái ý tưởng về giải pháp như là mình có thể nâng cao nhận thức của chính học sinh họ về việc là họ có quyền lên tiếng trong gia đình của mình cũng như là họ có quyền ra quyết định cho bản thân. Tuy nhiên thì sau đấy con đã xem xét ưu nhược điểm của tất cả cái giải pháp đưa ra và sau đấy đã lọc bước đi. Và trong cái quá trình này thì cũng có một số những cái khó khăn nảy sinh, như là như con đã nói thì nó diễn ra trong cái thời gian đang thi học kỳ, vậy nên là cũng khó để có thể sắp xếp thời gian dành cho môn CV để mà hoàn thành dự án một cách tốt nhất. Và cùng lúc đấy thì cũng đã xuất hiện thêm nhiều câu hỏi mới trong cái quá trình làm việc, đó như là đối với tư cách của một học sinh thì mình khó có thể tác động lên tâm lý của một phụ huynh. Đấy là một cái thực tế rất là quan trọng, đó chính là học sinh, nếu như mình tuyên truyền học sinh giữa học sinh với nhau thì nó có thể đem lại những cái ảnh hưởng tốt hơn so với việc học sinh nói chuyện với phụ huynh. Tại vì nếu như mà mình không đủ sức thuyết phục thì có thể là đối với là khi mà thuyết trình với cái người lớn hay là cố gắng nâng cao nhận thức của người lớn và thay đổi tư tưởng của họ, nó có thể là một điều rất là khó khăn. Vậy nên là xuất hiện thêm một số những cái câu hỏi như là làm thế nào để có thể đem lại sự ảnh hưởng đối với phụ huynh chứ không phải chỉ học sinh. Tuy nhiên thì sau cùng khi mà con đã đưa tất cả các giải pháp vào lòng bớt đi thì con mới nhận ra là một số cái chủ đề này nó liên quan cụ thể đến cái khái niệm toàn cầu ra quyết định, nhưng một phần nào đấy cái giải pháp nó lại liên quan cụ thể hơn đến cái khái niệm toàn cầu kết nối, cũng nằm trong cái khái niệm toàn cầu mà bọn con đã được học trong năm vừa qua. Thì có thể nói ở đây những cái gia đình mà xảy ra những cái thực trạng như vậy khi bố mẹ can thiệp, bố mẹ định hướng và can thiệp quá sâu vào cái việc học của con cái và con cái không được lên tiếng, họ đang thiếu đi cái sự kết nối giữa bố mẹ và chính con cái với nhau. Vậy nên cái quan trọng nhất theo con trong mỗi gia đình cần phải nâng cao cái sự kết nối giữa mọi người trong gia đình để mà có thể hiểu được nhau cũng như là sẵn sàng lên tiếng và có thể cùng nhau, không chỉ là một bố mẹ quyết định tất cả mà bố mẹ có thể bàn bạc với con để mà hiểu con cũng như là cùng ra quyết định về những cái vấn đề học tập của con cái. Và cũng chính vì thế nên là nếu thiếu đi cái sự kết nối thì gia đình khó có thể có một cái cảm giác thoải mái cũng như là cái sự kiểu liên kết và hiểu nhau. Tuy nhiên nếu như mà có cái sự kết nối này, không chỉ cái việc học tập của con cái sẽ được thoải mái hơn, tốt hơn, không bị gò bó, nó cũng sẽ dẫn đến một cái gia đình rất là hạnh phúc và tình cảm. Và đấy là cái bài thuyết trình của con đến đây là kết thúc mọi người. Bây giờ sẽ đến cái phần trả lời câu hỏi giữa con muốn cùng mẹ. Cảm ơn Minh Anh.
đề mới lạ cũng như là cần phải khai thác sâu những cái chủ đề này, thì mình cũng cần một số mình cũng cần cho một cái khoảng thời gian nhất định để có thể kiểu làm